Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn nhé. Khi thời tiết nóng lực lên, chúng ta không biết ăn gì và chúng ta muốn giảm nhiệt thì các bạn nên ăn những món luộc nhé, nhất là rau cải bắp luộc với cà rốt. Đó là một trong những món ăn rất là dân dã, nhưng khi chúng ta ăn vào nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta giữ được một lượng nước rất là tốt cho cơ thể. Nó sẽ làm cho thân nhiệt của chúng ta hạ bớt đi nhé. Và món ăn này thì các bạn không lo gì lên cân mà cực có tốt cho sức khỏe. Các bạn biết rằng cải bắp nó chứa rất nhiều các giá trị dinh dưỡng, nhất là các loại vitamin như vitamin A, vitamin C ạ. Và trong như cà rốt cũng vậy ạ. Cà rốt thì các bạn biết rằng nó chứa nhiều về vitamin A để giúp cho mắt của chúng ta sáng khỏe hơn nhé. Và khi chúng ta ăn nhiều rau củ quả vào ngày thời tiết nóng nực thì cơ thể của chúng ta sẽ hạ nhiệt một cách rất là rõ rệt và đáng kể các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thái phần cải bắp ra để mình đem đi mình rửa, và cà rốt các bạn sẽ nạo vỏ thì bên ngoài cho mình nhé. Mình chỉ luộc 1/2 cây cải bắp này thôi ạ. Cà rốt xong rồi, các bạn sẽ thái hoa cho mình nhé. Rau các bạn rửa sạch đi cho mình. Các bạn đun cho mình một nồi nước thật sôi lên nhé. Và mình cho vào đây vài hạt ngô nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho phần rau vào. Bây giờ mình kiểm tra xem phần rau đã chín chưa các bạn nhé. Đã chín rồi đấy ạ. Mình có thể cho ít hành lá vào nhé. Rồi tắt bếp đi, các bạn vớt ra cho mình. Bạn nào muốn ăn bột ngọt nhé thì các bạn có thể cho vào đây bột ngọt để nhé. Còn không có thì mình lấy cái độ ngọt tự nhiên của rau. Hành để cho cái nước luộc của chúng ta ấy, có một ít hành nó sẽ tạo màu cho nước luộc và lại thơm của mùi hành nhé. Các bạn có thể ăn với cơm với ruốc hay là với cà muối, dưa muối hoặc là thịt rang nhé. Rất là ngon ạ. Khi ngày hè nóng lực ấy, thì chúng ta có thể ăn những cái món ăn rất là đơn giản như thế này thôi. Vừa mát vừa đưa cơm, nhất là để chúng ta, cho cơ thể của chúng ta ấy, nó không bị nóng
quá của thời tiết, nó mất nhiệt, mất nước, mất sẽ sinh ra nhiệt rất là lớn ấy, thì sẽ làm cho chúng ta cảm giác khó chịu, mệt mỏi. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món su hào luộc cà rốt với nước luộc ngọt mát nhé. Hôm ngày hè các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.